Ok, let's start nào, bên nào. Vừa quay phim nào. Quay phim cái em gà nè. Chuồng gà nhà anh Biêu này. Nhà anh Biêu có hai em gà này. Trứng cho anh Biêu này, anh Biêu ơi. Anh Biêu đang tập võ này. Anh đang tập võ ở vườn nhà anh Biêu này. Hôm nào phải chụp ảnh một cái vé hoa ở vườn nhà mình mới được. Thế này đẹp thế này cần gì phải đi đâu. Gara nhà anh Biêu, cửa sau gara nhà anh Biêu này. Anh Biêu đang tập võ này. Ai hoa này còn nhiều mụn lắm. Anh Biêu tập võ đi. Anh Biêu. Chà chà. Anh Biêu siêu quá. Anh Biêu tập võ gì mà siêu quá. Anh đi ra em quay anh cho. Rồi rồi. Ra ra đây. Lên tay đi em quay cho. Có mặt đây. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Anh. Hoa này. Tại quay cái này. Ừ. Này này. À, anh Bill rất là đẹp này. Đấy, nhìn thấy cái gì cả. Ông mang được ủng về Việt Nam mà may có đôi giày của bố xả để làm vườn. Sao này mang được đủng về? Ông vũ đưa ủng về ông làm vườn, ông bảo cái ủng này nó xịn. $15. Ôi giời, nó cũng đập từ Việt Nam sang. Trung Quốc Việt Nam ông muốn thôi đó, cái ủng nó xấu hơn. Đi khỏi đi nặng lắm, nó bị khỏi đi lắm. Mà cứng lắm. Đây là cây chanh nhánh Biêu rất là sai quả này. Đây này anh này, quay ở phía dưới gốc ấy, phía dưới gốc không nhiều quả hơn. Nhưng Việt Nam đâu cũng được, mua bao tiền bán. Mình sẽ làm một cái video clip có chơi phần mềm Movie Maker rồi à. Giới thiệu về nhà của anh Bill. Vườn rau nhánh Bill đây. Các loại rau cải. Do bà của anh Biêu trồng nè. Đúng không anh Biêu? Anh Biêu có thấy đúng không? Sao anh răng anh Biêu vẩu thế? Một đôi thì rau của bà. Đây. Trông mà anh lên bốc mấy cái nào. Nó lên nó lên kẹn. Cái ớt nhà anh Biêu đây, ớt chẳng cay thế nào đây. Sơn gà vào. Bây giờ vừa gieo một ít hạt cho cái gì? À, gieo hạt cho đấy hả? Mới khó. Bình 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 cái là con bấm chuông, con bấm chuông. Cái ngô quả ngô rồi là gõ chuông đúng là nhiều.